Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tình trạng phân hóa giàu nghèo tại Việt Nam đang chuyển dần từ mức tương đối trung bình, bình đẳng sang mức chênh lệch thu nhập ngày càng tăng giữa các nhóm dân cư, trở thành thách thức đối với sự phát triển bền vững. Thị trường thu nhập thấp ước tính chiếm khoảng một nửa dân số Việt Nam. Xóa đói giảm nghèo không chỉ là công việc và trách nhiệm của chính phủ. Xóa đói giảm nghèo còn có thể trở thành cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bước chân vào một thị trường kinh doanh mới mẻ, vừa tạo ra lợi nhuận cho mình, vừa đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng có thu nhập thấp. Chúng tôi tin rằng xóa đói giảm nghèo không chỉ là công việc của chính phủ. Chúng tôi nhận thấy các công ty tư nhân đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm nghèo. Và chúng tôi thực hiện điều đó thông qua một phương thức có tên gọi kinh doanh cùng người nghèo. Đây là một phương thức tiếp cận, một sáng kiến hợp tác với các công ty để tìm cách đưa người có thu nhập thấp tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty. Với tư cách nhà cung cấp, người tiêu dùng, nhân viên hoặc nhà phân phối cho công ty, dù tham gia ở hình thức nào, người dân nghèo cũng sẽ có thu nhập hoặc lợi nhuận để cải thiện cuộc sống. Vậy tính khả thi cũng như thách thức trong lĩnh vực kinh doanh đầy ý nghĩa này ra sao? Hãy cùng nghĩ mở và nói thẳng với các khách mời của chương trình. Kinh doanh cùng người có thu nhập thấp, cơ hội hay thách thức? Đó là chủ đề của chương trình Nghĩ mở nói thẳng ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với ba vị khách mời. Xin giới thiệu với quý vị, ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam. Ông Vũ Tuấn Anh, Quản lý Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam VBCF. Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông trại Sinh thái Ecofarm. Xin chào ba vị khách mời. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã được xem một đoạn video clip ban đầu nói về thị trường thu nhập thấp. Thì các ông đánh giá thế nào về thị trường này? Hiện nay là có khoảng một nửa dân số Việt Nam đang có thu nhập thấp và liệu chúng ta có thể coi đó là một thị trường kinh doanh hay không? Và cái khái niệm này là mới hay là cũ ở Việt Nam? Tôi nghĩ là cái này là một cái thị trường rất là lớn. Thực ra trong mấy năm vừa qua chúng ta thấy khi mà kinh tế phát triển quá nóng ấy, thì mọi người dường như lao theo những cái khác, lao theo những cái giá trị ảo, lao theo những cái mang tính thời thượng như bất động sản hay chứng khoán. Và khi mà có những khó khăn phát sinh thì chúng ta thấy quay lại là có lẽ có ở đâu đó nó có những cái giá trị mà nó chắc chắn, nó thật hơn. Đấy là cái thị trường số đông, đấy là thị trường của những người mà thu nhập không cao. Nó chiếm một cái số lượng rất là đông trong xã hội và nó có thể tạo ra cái nền tảng cho cái sự phát triển bền vững của nhiều doanh nghiệp. Tôi nghĩ đấy là thực sự là một cái thị trường mà các doanh nghiệp Việt Nam đang dần dần nhận thấy và quay trở lại. Còn ý kiến của hai vị khách mời còn lại thì sao? Xin mời. Kinh doanh cùng với người nghèo hay là kinh doanh cùng với người thu nhập thấp hiện đang mở ra rất nhiều những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp. Trong khi ở Việt Nam thì khái niệm này không phải là mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng mà cái khái niệm này đã được các cái doanh nghiệp ở các nước như Nam Mỹ, như là Châu Phi triển khai hết sức là bài bản. Và tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam mình thì trong những cái thời gian vừa qua thì theo như cái đánh giá khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV vào năm 2005 thì chúng tôi cũng phát hiện ra rất nhiều những cái mô hình mà các doanh nghiệp Việt Nam đã vận dụng hết sức là hiệu quả trong cái việc kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động thấp trong những cái khu vực như là nông nghiệp và đặc biệt như là những cái việc như trồng chè ở những vùng sâu vùng xa hay là những cái trong cái ngành sản xuất sữa ở Việt Nam. Như vậy có thể nói là hiện tại thì cái việc xóa đói giảm nghèo không chỉ đơn thuần là cái trách nhiệm của chính phủ mà các doanh nghiệp thông qua cái mô hình tạo ra cái mô hình kinh doanh sáng tạo là kinh doanh cùng với người nghèo thì cũng có thể giúp chính phủ phần nào cải thiện những vấn đề về xóa đói giảm nghèo cũng như là an sinh xã hội. Xin cảm ơn ông. Còn với ông Hồng Quang thì sao? Hiện nay ông đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và trực tiếp làm việc với những người nông dân. Thì ông đánh giá như thế nào về thị trường của những người có thu nhập thấp? Đối với công ty cổ phần nông trại sinh thái Ecofarm chúng tôi thì chúng tôi hoạt động chính trong cái lĩnh vực nông nghiệp mà hướng đến cái phát triển bền vững, hướng đến cái môi trường sinh thái và trách nhiệm xã hội, làm sao để cùng với những bà con nông dân mà hiện giờ thu nhập còn đang thấp có thể cùng làm giàu doanh nghiệp và lợi cho cộng đồng. Đó là cái mà chúng tôi
đang rất là muốn, và thật sự là làm sao để cố gắng người nông dân Việt Nam có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình, cũng giống như là các nước khác, rất là nhiều nước nông dân họ đã không những là cải thiện được thu nhập mà còn làm giàu được trên chính mảnh đất của mình. Và ông khẳng định đây là một thị trường tiềm năng phải không ạ? Chắc chắn là như vậy. Vâng, xin cảm ơn ông. Thực sự đã có những người hoạt động thành công trong lĩnh vực này hay chưa? Chúng tôi mời quý vị đến với một mô hình ở Yên Bái có phóng sự sau đây. Xin mời quý vị cùng xem. Tôi là Vũ Vũ Lê, năm nay tôi 78 tuổi, tôi sống ở thành phố Yên Bái. Vì công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà là đã có truyền thống sản xuất những máy phục vụ nông nghiệp. Vì thế tôi nảy ra ý tưởng là làm nấm để phục vụ cho đó làm nghề các bà con nông dân. Vì tôi cũng là người xuất phát từ nông dân, nên tôi thấy là hiện nay người nghèo rất là khó khăn. Trong lúc tôi đang làm dự án làm nấm ý, thì phải nói rằng nấm ý là một cái dự án đầy rủi ro. Nên tôi đi vay các ngân hàng thì họ có chê tôi già và họ chê là rủi ro không cho vay. Chúng tôi rất may được gặp cái dự án quỹ VCEP, quỹ mà đã tài trợ chúng tôi được 49% trong tổng số 4 tỷ đồng để làm nấm phục vụ cho bà con nông dân. Thế vừa rồi đến năm 2010 thì tôi có nghe tin là bên thành phố là ở chỗ xưởng lắp ghép Hồng Hà, chỗ ông Lê là có cái dự án nấm. Thì tôi cũng mong làm sao là có cái ngành nghề làm ra tiền, nông dân thì khó ra tiền, lúa làm ruộng thiếu không đủ ăn. Thế thì tôi mới rủ một số chị em sang xin làm, thì là giúp đỡ cho chúng tôi, là cho chúng tôi học kỹ thuật. Thì từ đó là chúng tôi cũng theo đúng cái kỹ thuật chúng tôi làm, thì cái năm đầu tiên thì thắng lợi lắm. Tôi cũng mạnh dạn thiếu thì một chiếc hút nữa thì mà cũng cứ vay mượn thêm rồi đấy. Thế là cái nhà hết 80 triệu, cũng chưa được đẹp đâu. Còn là kiến trên bên dưới thôi, còn trần hay là ốp thì chưa có. Đấy. Thì coi là tôi cứ yên tâm từ giờ đi, thì không mưa to gió lớn tôi không sợ gì nữa này. Không có sợ rột nát gì nữa. Thế đấy là tình hình là đấy. Chỉ vì là làm nấm mà khó đấy. Đấy. Thì thực là đúng là nói ra thì rất là cảm động. Đấy. Chúng ta vừa xem xong câu chuyện về một doanh nhân 78 tuổi đã kinh doanh cùng bà con có thu nhập thấp ở Yên Bái. Và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã cung cấp tư liệu cho chúng tôi. Thưa quý vị khách mời, thì chúng ta vừa xem xong một đoạn phim và cũng đã có nhiều cái chi tiết nói về quá trình mà ông Vũ Hữu Lê đã đưa cái ý tưởng kinh doanh của mình đến thành công. Thì ông đã gặp một số khó khăn, ví dụ như là ngân hàng đã từ chối không cho ông vay vì ông đã 78 tuổi rồi. Không biết là quý vị nghĩ sao về quá trình biến ý tưởng thành hiện thực của ông Lê? Tôi nghĩ là khi mà kinh doanh cùng những người thu nhập thấp ấy, nó khác với một số cái kinh doanh mà nó có thể tạo cái lợi nhuận tức thì ngay. Nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn rất là lớn từ cái người chủ doanh nghiệp, nó đòi hỏi một cái tầm nhìn, nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn trong cái công việc và phần lớn những cái doanh nghiệp mà thành công trong cái quá trình kinh doanh cùng người thu nhập thấp, tôi thường thấy họ rất là kiên nhẫn, họ biết họ muốn gì, họ đi từng bước một chắc chắn. Nhưng mà khi mà để những cái bước đi đấy xong rồi thì tạo nên một cái nền tảng rất là tốt cho doanh nghiệp trong cái giai đoạn sau đó. Hiện nay thì có rất là nhiều doanh nghiệp họ cũng làm việc với người nghèo, họ về địa phương và mở những nhà máy, xí nghiệp và thuê người nghèo làm công nhân. Thì mô hình như vậy có được coi là kinh doanh cùng người có thu nhập thấp không? Như vậy thì có thể coi là cái mô hình kinh doanh bền vững, kinh doanh theo tính truyền thống từ trước đến nay. Bởi vì khi anh mở nhà máy, anh mở công xưởng, anh thuê người nghèo ở dân địa phương để làm công nhân thì đó là cái mô hình mang tính cổ xưa. Tuy nhiên là mô hình kinh doanh cùng người nghèo nó khác cái mô hình kinh doanh truyền thống, là các cái doanh nghiệp lớn đôi khi họ đặt những người có thu nhập thấp vào cái quan hệ đối tác, và họ coi người có thu nhập thấp là đối tác,
và cả hai bên cùng tạo ra một cái mô hình kinh doanh. Tôi lấy ví dụ là trong lĩnh vực nuôi chăn nuôi bò sữa thì công ty Friesland Campina hay là các công ty khác của Việt Nam, một số công ty của Việt Nam cũng đang triển khai, thì họ phối hợp cùng với người nghèo. Họ hỗ trợ kỹ thuật cho người nghèo trong cái việc nuôi bò, và cuối cùng là để họ thu mua được cái sản phẩm có chất lượng cao nhất từ những cái người có thu nhập thấp. Như vậy thì những cái doanh nghiệp lớn cũng có lợi, và những cái đồng bào có thu nhập thấp cũng có lợi, và có cái tạo ra một cái sinh kế bền vững cho người có thu nhập thấp. Thì như vậy đó là một trong những cái mô hình mà kinh doanh của người nghèo trong lĩnh vực chăn nuôi bò tương đối phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Vâng, có lẽ chúng ta không cần phải tìm ví dụ ở đâu xa, bởi vì ngay trong trường quay thì cũng có một vị khách mời, ông Nguyễn Hồng Quang, cũng là một người đang thực thi cái ý tưởng này. Vậy ông có thể nói rõ chúng tôi biết về ý tưởng của doanh nghiệp đang thực hiện không? Trong khoảng thời gian 3-4 năm vừa rồi, chúng tôi có khá là nhiều các cái dự án. Nói là dự án thì nghe nó hơi to tát, nhưng tôi có một số cái chương trình hợp tác với nông dân ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như ở Kiên Giang thì chúng tôi có cái dự án liên minh rau an toàn EcoFarm tại huyện Rồng Riềng ở Kiên Giang, quy tụ khoảng 120 hộ nông dân trên diện tích khoảng 70 hecta. Thế cái dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua cái dự án cạnh tranh nông nghiệp. Hay như ở Phú Quốc thì chúng tôi có một số các cái mô hình liên kết trồng cái tiêu theo tiêu chuẩn Global Gap, và chúng tôi là cái đơn vị cùng với các cái hộ nông dân đó để mà liên kết sản xuất và tiêu thụ cái tiêu Global Gap. Hay như ở bên Hậu Giang thì chúng tôi có những mô hình với các cái hợp tác xã chanh không hạt Thạnh Phước, hay là hợp tác xã dưa hấu không hạt ở Vị Thủy. Ở Long An thì chúng tôi có các cái chương trình gọi như là cùng với huyện Cần Đước, hợp tác xã Mỹ Lệ để khôi phục lại cái chất lượng và cái thương hiệu của cái gạo Nàng Thơm Chợ Đào ở Long An. Đó là rất nhiều các cái câu chuyện, cái ví dụ về cái việc mà liên kết trong cái việc sản xuất và tiêu thụ, hướng tới cái việc phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và lẫn cộng đồng nông dân. Đó là ví dụ, ông đã liệt kê ra khá nhiều những cái dự án khác nhau. Tuy nhiên mà điều mà chúng ta đang quan tâm ở đây đó là cái cách thức mà coi người nghèo như là đối tác. Thì ở doanh nghiệp của ông đã thực hiện như thế nào? Về việc coi người nghèo như là đối tác thì cụ thể chúng tôi có thể nói chuyện như thế này. Ví dụ như là các bà con nông dân thì chúng tôi ký hợp đồng với họ. Chúng tôi có hỗ trợ cái cung ứng cái vật tư nông nghiệp, giống phân hữu cơ vi sinh ban đầu để bà con không phải bỏ nhiều tiền ra trong cái việc coi như đầu tư vật tư ban đầu. Chúng tôi có cái đội ngũ kỹ sư, đội ngũ khuyến nông của chúng tôi để hỗ trợ bà con làm sao để cho trồng cho nó đúng quy trình, đúng hiệu quả và đạt tiêu chuẩn an toàn. Và sau đó thì chúng tôi tổ chức coi như là thu mua lại các cái toàn bộ các sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn tốt. Và như vậy thì là bà con có đầu ra ổn định, có chi phí sản xuất được giảm, lợi nhuận thì được tăng lên. Còn chúng tôi thì cung ứng hàng cho các cái siêu thị như là Co-op Mart hay là Vitsang hay là Metro hay một số các cái công ty cung ứng thức ăn cho trường học, bệnh viện ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái mô hình chúng tôi thật sự là liên kết rất là chặt chẽ và bền vững với bà con nông dân để cùng nhau hướng tới cái mục đích là cùng có lợi. Dạ. Tôi chỉ thấy có một con số rất là đáng chú ý khi Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam đưa ra để có thể tài trợ cho những doanh nghiệp có ý tưởng, có dự án như doanh nghiệp của ông Quang, đó là 49%. Tức là chỉ tài trợ 49% cho doanh nghiệp để họ thực hiện cái dự án của mình, còn lại 51% là họ phải tự bỏ ra. Thì ông Vũ Tuấn Anh đến từ quỹ có thể giải thích thêm về điều này được không? Thực ra thì là quỹ cam kết tài trợ tối đa 49%, chứ không hẳn là 49%, và doanh nghiệp tối thiểu 51%. Thì cái mức mà trung bình của cái giai đoạn trước của chúng tôi thì đâu đấy khoảng 1-2, tức là doanh nghiệp đâu đấy 1 và quỹ 1 và doanh nghiệp 2. Trong những trường hợp đặc biệt chúng tôi có thể tài trợ tới 49% với cái giá trị mà tài trợ có thể ở đâu đấy khoảng từ 100.000 đô la Mỹ, tức là 2 tỷ, đến 800.000 đô la Mỹ, tức khoảng 17 tỷ, tùy cái quy mô của dự án, tùy cái bản chất rủi ro của dự án, cũng như là cái tiềm năng tác động của dự án đối với những người thu nhập thấp. Nhưng phải chăng là chúng ta muốn đẩy cái rủi ro nhiều hơn cho những người thực hiện dự án trực tiếp, nên chúng ta luôn giữ cái phần trăm tài trợ thấp hơn? Thực ra thì như thế này, thực ra thì là chúng tôi quan tâm đến những cái doanh nghiệp mà cái việc kinh doanh của người thu nhập thấp nó là cái bản chất, nó là cái công việc cốt lõi của họ. Thế thì ở đây chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một phần rủi ro, còn dự án là dự án của doanh nghiệp. Họ không phải đi làm dự án cho chúng tôi, mà đấy là dự án của họ. Thế thì cái phần cam kết của họ thông thường nó cũng phải thể hiện nó tốt hơn. Và tôi nghĩ là
thực ra thì với cái tỷ lệ tài trợ như thế mà chúng ta có một cái dự án tốt thì nó hoàn toàn không tệ. Cũng phải nói thêm là kinh doanh cùng người thu nhập thấp thì không có nghĩa là không có lãi. Thực ra nhiều doanh nghiệp rất rất lãi, và chúng ta thấy nhiều doanh nghiệp hàng đầu khi mà họ chú trọng cái trường thị trường phổ thông, họ có lợi nhuận rất là tốt. Một trong những doanh nghiệp mà có cái lợi nhuận tốt nhất trong ngành mía đường chẳng hạn như đường Lam Sơn, họ rất là lãi. Hoặc là các cái công ty mà chuyên về nông nghiệp như là những công ty giống chẳng hạn, thì họ tập trung vào cái mảng thực sự là kinh doanh cùng với bà con, và chúng ta thấy kết quả kinh doanh của họ cũng có thể rất là tốt. Thì chúng tôi chỉ muốn là đưa thêm một cái sự hỗ trợ để khuyến khích nhiều và nhiều doanh nghiệp hơn nữa đi theo cái hướng đấy, chấp nhận cái rủi ro khi mà họ thực hiện những dự án mang tính sáng tạo. Thế còn cái đấy thì chúng ta không thể làm thay phần của doanh nghiệp được. Một trong những cái mục đích của những cái mô hình kinh doanh của người nghèo đó là chúng tôi cố gắng, các quỹ cố gắng xây dựng những cái mô hình kinh doanh bền vững. Đấy không chỉ đơn thuần là quản lý rủi ro mà đấy là còn thể hiện cái sự bền vững của những cái mô hình kinh doanh của người nghèo. Chính vì vậy mà các nhà tài trợ đặt ra là cái mức tối đa họ chỉ tài trợ lên đến 49%, còn lại là cái tính sở hữu của doanh nghiệp, sở hữu của các doanh nghiệp, bởi vì đây là dự án của doanh nghiệp và nó sẽ phục vụ và nó sẽ tồn tại bền một cách lâu dài. Chính vì vậy mà cái việc tài trợ cái tỷ lệ như vậy nó khuyến khích các doanh nghiệp mà thực hiện dự án một cách hiệu quả, nó khuyến khích cái tính sáng tạo trong cái việc thiết kế các mô hình kinh doanh của người nghèo và đem đến nhiều cái lợi ích bền vững hơn về sau này. Tôi nghĩ rằng là không chỉ dừng lại ở khuyến khích hay là hỗ trợ, mà quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam còn muốn nhắm tới một cái gì cao hơn, bởi vì chính vì vậy mới đặt tên là Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam. Ông có thể nói thêm về cái tên này được không ạ? Thứ nhất ấy là chúng tôi cái thời hạn thực hiện của quỹ thì có từ giờ đến hết năm 2015. Chúng tôi kỳ vọng từ giờ đến 2015 như là một cái bệ phóng cho doanh nghiệp. Tức là chúng ta chỉ có 2 năm thực hiện dự án với nhau, nhưng mà 2 năm đấy nó thành một cái bệ phóng mà doanh nghiệp cần phải đạt được rất rất nhiều sau 2 cái năm đấy. Do vậy là những cái doanh nghiệp mà đến với quỹ thường thường là những doanh nghiệp mà có cái hoài bão lớn, có cái tham vọng lớn, có những cái ý tưởng lớn, những cái ý tưởng nó thực sự là sáng tạo, nó làm bệ phóng cho doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp mà những cái doanh nghiệp khác trong ngành cũng có thể được hưởng lợi. Nó không chỉ là những người tham gia mà những người khác có thể học hỏi kinh nghiệm từ đây. Và như anh Vinh nói, cái tính bền vững của cái dự án nó rất là quan trọng. Chính vì vậy mà cả phần lớn các cái dự án thì chúng tôi, một trong những cái điều mà chúng tôi tìm kiếm là cái tính làm chủ sở hữu của bên phía Việt Nam, phía doanh nghiệp rất là cao. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe xem ý kiến của ông Hồng Quang thế nào, một người trực tiếp đang thực hiện dự án. Thì ông thấy rằng đây là thách thức hay là cơ hội? Đối với tôi thì đây là một thách thức rất là lớn, nhưng kèm theo đó là một cơ hội tuyệt vời cho những doanh nghiệp thật sự hướng đến phát triển bền vững và thực sự có cái tâm huyết với tâm người nông dân và cái tâm huyết với người nền nông nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng là một đối tác của VBCF lần này. Chúng ta sẽ cùng trở lại và bàn bạc thảo luận tiếp với các khách mời về những rủi ro khi thực hiện những dự án kinh doanh cùng người có thu nhập thấp. Còn bây giờ hãy cùng đến với một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện. Đây là buổi tuyên truyền phân loại rác thải đầu nguồn và ủ rác thành men vi sinh làm phân bón của Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ Môi trường Thành Vinh cho đối tượng người cao tuổi tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Để mô hình này có thể được triển khai, Hợp tác xã đã phải tổ chức nhiều buổi tuyên truyền thuyết phục người dân tham gia. Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ Môi trường Thành Vinh có duy nhất một chiếc xe tải chở rác. Ngày thường chiếc xe này đã phải chở khoảng 5 đến 6 chuyến rác đến bãi rác thành phố Hải Phòng, mỗi lượt là 16 km. Nhưng ngày lễ Tết, số lượng rác phải chở có thể lên đến 16 chuyến. Chị Mơ cho biết giá mỗi chiếc xe là khoảng 1,5 tỷ đồng, nhưng hợp tác xã cũng chưa thể mua thêm một chiếc xe nữa để giảm áp lực cho công nhân. Từ khi chúng tôi thực hiện là chưa được tiếp cận một cái nguồn vốn vay nào nữa, chứ chưa nói là được vốn hỗ trợ, chưa được một cái nguồn vốn nào kể cả vay, bởi vì là thường thì vay là qua các ngân hàng, thì cái dịch vụ công ích này không có lợi nhuận này thì có lẽ là mọi người cũng không muốn cho chúng tôi vay, bởi vì là doanh nghiệp chưa thể hiện được cái sự có lợi nhuận trong doanh nghiệp để trả lãi. Không chỉ có những doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn về việc chứng minh lợi nhuận để có được sự ưu đãi tái đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho người thu nhập thấp, mà những doanh nghiệp nước ngoài cũng gặp khó khăn tương tự, như Friesland Campina là một ví dụ. Đây là điểm thu mua của công ty Friesland Campina ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Mỗi ngày điểm thu mua sữa này thu mua được khoảng 700 kg sữa bò của 18 hộ dân với giá sữa trung bình là 14.700 đồng một kg. Theo Nghị định 61/2010 NĐ-CP của Chính phủ, quy định tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sẽ được ưu đãi và hỗ trợ của nhà nước. Nhưng thực tế, có những doanh nghiệp vẫn chưa nhận được những ưu đãi này. Về phía quản lý nhà nước và các chế độ chính sách, chúng tôi có thể nói là cũng chưa thực sự có sự đầu tư đúng mức, chưa dám nói là ưu tiên đối với nông nghiệp nói chung và chăn nuôi bò sữa nói riêng. Về các cái mặt như là quy hoạch dài hạn, về sử dụng đất, cho thuê đất, về các chế độ thuế và phí, về phát triển các cơ sở hạ tầng để giúp người nông dân. Đây là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp tạo cơ hội cho người thu nhập thấp cùng tham gia kinh doanh nhằm xóa đói giảm nghèo. Loại hình kinh doanh này không chỉ tạo việc làm cho người dân địa phương mà còn giúp người dân chủ động trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vì loại hình kinh doanh này còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nên những khó khăn, những hồ nghi về sự thành công của các doanh nghiệp và người dân là điều không thể tránh khỏi, chứ chưa nói đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh này. Vâng, được hỗ trợ là một chuyện, nhưng mà chúng ta có thể để những hỗ trợ đó đến được với người dân hay không lại là một câu chuyện khác. Xin ông Tuấn Anh có thể phân tích thêm về những cái rủi ro của những doanh nghiệp khi họ nhận những cái dự án kinh doanh của người thu nhập thấp được không? Thực ra chúng ta có hai cái, những cái công ty kinh doanh cùng những cái dự án kinh doanh cùng thu nhập thấp và những dự án được tài trợ từ VBCF. Thì đối với những dự án nhận tài trợ từ VBCF, một trong đòi hỏi là phải có cái sự sáng tạo, có cái tính mới. Mà khi có cái tính mới thì bao giờ nó cũng có những rủi ro không lường trước được, có những rủi ro phát sinh. Thì đấy là một cái những khó khăn. Cái khó khăn thứ hai nó phát sinh từ cái việc bản chất làm việc cùng với người thu nhập thấp với tư cách là cái nhà cung ứng hay là khách hàng, thì nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn, nó đòi hỏi cái việc cái quá trình làm việc nó dài, nó đi cùng nhau, thực sự coi nhau như là đối tác chứ không chỉ là người làm công ăn lương. Và để giúp cho người thu nhập thấp thực sự là họ có cái chuyển biến